Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Bộ Công Thương, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Hàn Quốc và Hàn Quốc là bạn hàng thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Hàn Quốc hiện là thị trường tiêu thụ quan trọng đối với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, điện thoại các loại và linh kiện, sản phẩm điện tử, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, vân vân. Hai nước phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và để đạt được mục tiêu này, hoạt động xúc tiến thương mại đã và đang được đẩy mạnh. Theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế, thương mại và đầu tư. Năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã đạt con số 61,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 41,3% so với năm 2016. 9 tháng năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cũng đã đạt 48,52 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4%. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017. Đóng góp vào thành tích tăng trưởng xuất khẩu có sự giúp sức tích cực của mối quan hệ hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại và Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc COIMA trong việc hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường. COIMA là Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc. Họ có là 8.500 thành viên là các nhà nhập khẩu của Hàn Quốc. Và hiện nay thì họ đã có quan hệ với lại khoảng độ hơn 100 nước trên thế giới. Giữa Cục Xúc tiến Thương mại và COIMA đã tổ chức được 13 cái hội thảo. Thì qua mỗi cái kỳ hội thảo thì doanh nghiệp hai nước đã phát hiện cũng như là khám phá ra rất nhiều những cơ hội về kinh doanh thương mại đầu tư. Năm nay, chương trình giao thương doanh nghiệp Việt Nam với các nhà nhập khẩu Hàn Quốc đã thu hút được gần 100 doanh nghiệp của hai bên, trong đó có trên 20 doanh nghiệp là những nhà nhập khẩu đầu mối lớn của Hàn Quốc. Theo phản ánh chung của COIMA, sản phẩm hàng hóa của Việt Nam bắt đầu có sự thay đổi về hình thức thiết kế bao bì, phù hợp hơn với thị trường Hàn Quốc, về giá cả, khá cạnh tranh so với sản phẩm tương tự của các nước trong khu vực. Đây chính là những yếu tố rất quan trọng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc. Nhiều sản phẩm hàng hóa Việt như là hàng nông sản chế biến, hàng tiêu dùng gia dụng, vân vân đã được giới thiệu và chào bán vào thị trường Hàn Quốc thông qua các doanh nghiệp đầu mối của Hiệp hội. Tuy nhiên, Việt Nam đã có nhiều thế mạnh xuất khẩu, những mặt hàng như là gạo, cà phê, hồ tiêu đã có thứ hạng trên thế giới. Đây là nhóm hàng mà nhiều nhà nhập khẩu Hàn Quốc quan tâm. Đoàn doanh nghiệp nhập khẩu chúng tôi sẽ tìm hiểu tất cả các loại hàng hóa của Việt Nam phù hợp với người tiêu dùng Hàn Quốc và xuất khẩu ra nước ngoài trong cùng hệ thống phân phối. Lần này chúng tôi cũng đã tham dự cả hội chợ triển lãm quốc tế ngành thực phẩm Food Expo của Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai bên giao lưu nhập khẩu, phân phối hàng hóa. Doanh nghiệp chúng tôi cũng có các cái trang trại nuôi tôm ở Bạc Liêu và Cà Mau. Hiện nay thì với cái diễn đàn giao thương này thì chúng tôi tiếp tục cùng với các đối tác để xuất khẩu tôm sang thị trường Hàn Quốc và đồng thời là nhập khẩu các cái hóa chất xử lý môi trường, xử lý nước cho phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm. Đến nay, Hàn Quốc cũng là nhà đầu tư nước ngoài số 1 tại Việt Nam với 6.760 dự án, có tổng số vốn đăng ký gần 60 tỷ đô la Mỹ. Trên cơ sở mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược với nhiều khung khổ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế đã hình thành, trong đó Hiệp định Thương mại Tự do VKFTA đã đi vào thực thi. Do đó, Việt Nam-Hàn Quốc đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, trong hoạt động xúc tiến thương mại, hai bên cam kết thông qua các đầu mối là vụ thị trường khu vực của Bộ Công Thương, Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, đẩy mạnh giao thương liên kết. Cục Xúc tiến Thương mại sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc, thực hiện các chương trình giao dịch thương mại, tham gia các hội chợ triển lãm chuyên ngành để tiếp cận trực tiếp với khách hàng tiềm năng. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh hơn nữa cái hoạt động với lại hợp tác với lại COIMA, Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc. Ngoài những cái chuyện là cái hoạt động giao thương doanh nghiệp giữa hai nước này thì chúng tôi có thể là mời những cái đoàn mà mua hàng của COIMA sang Việt Nam tăng cường hơn nữa, không nhất thiết là đợi là phải đến cuối năm vào dịp Food Expo mới mời họ sang như bây giờ, mà có thể là cứ có đạt một số lượng doanh nghiệp nhất định như là khoảng độ 10 đến 15 15 doanh nghiệp trở lên. Các nhà nhập khẩu quan tâm tới một nhóm hay là một cái loại sản phẩm nào đấy thì chúng tôi có thể là mời họ vào để mà có thể giới thiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Theo Cục Xúc tiến Thương mại Vietjade, Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc Khoima là một tổ chức lớn và uy tín được thành lập từ năm 1970, đã và đang đóng góp vai trò tích cực thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam-Hàn Quốc. Vietjade và Khoima đã ký bản ghi nhớ hợp tác vào năm 2011 về hợp tác xúc tiến thương mại. Những hoạt động giao thương thường niên nằm trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ luôn được đánh giá cao, là cơ hội đẩy mạnh trao đổi thông tin giúp các doanh nghiệp hai bên có thêm sự lựa chọn khi hợp tác đầu tư, kinh doanh.